Đây là cá rất mồi nuôi nè. Đi vô nhà sàn đúng không? Đi vô nhà sàn của bác. Và trong thời gian đó thì bác đã sử dụng 3 chiếc điện thoại mặc qua đây. Ở đó có chiếc thoại màu xanh. Bác gửi vật làm các đồng chí trong bộ chính trị. Đây, hai bà con đi nhà sàn của ông. Thân của cô bác Hồ. Bên cạnh 3 chiếc điện thoại có trưng bày. Ngày 17 tháng 5 năm 1958. Đây là bộ bàn ghế. Đây là con chị là sinh thời thì bác Hồ chúng ta rất yêu thương các cháu. Này mình đồng ý của bác Hồ. Bệ sinh bác Hồ bên trên rộng rãi thế này ở tầng 1 ngôi nhà. Để các cháu nhỏ thăm bác là có đủ chỗ ngồi thật là thoải mái ạ. Về bác hiểu tâm lý của các cháu khi vào chơi một người già rất mau chán. Thì bác cũng cho đặt thêm bể cá vàng ở đây để các cháu chơi vui với mình hơn.